bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không, hài hước trên cục tác audio entertainment. Chúc bạn vui vẻ, nhớ ấn like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé. Chương 501, nổi điên, mà theo pháp tướng Quan Âm sụp đổ, khí tức cả người của Huyền Lưu Ly đều đã xảy ra biến đổi về mặt căn bản, một đầu tóc đen bắt đầu biến hóa từ chỗ sợi tóc màu đỏ máu dần dần lan tràn ra chỉ trong chốc lát mái tóc dài ngang eo của huyền lưu ly liền hóa thành màu máu rõ ràng là người trong phật môn lại lộ ra bộ dáng hết sức hung lệ mà theo bộ dáng của huyền lưu ly cải biến lại có một cỗ pháp tướng đứng lên ở sau lưng nàng khác biệt cùng với quân âm ngàn tay ngàn mắt đại từ đại bi cỗ pháp tướng này mặt xanh nanh vàng ba đầu sáu tay tay nâng Nhật Nguyệt, chân đạp bể khổ, trong miệng phun ra nuốt vào liệt hỏa, hoàn toàn không có bộ dáng vốn có của Phật môn, chẳng bằng nói ngược lại là giống như là ác quỷ la sát mà Phật môn chân áp, tản ra khí thế hết sức hung bạo. Trần Khuynh Địch gặp quỷ, thấy một màn như vậy, đừng nói là Trần Khuynh Địch, coi như là những người khác, thậm chí là Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Sương cũng đều biến sắc. Mà kinh ngạc nhất thì là chương chính nhất xuất thân từ đạo môn, có sự hiểu rõ rất sâu đối với địch nhân Phật môn này. A à, Tu La, có ý tứ gì? Tần Kiền Hoàng lùi lại một bước, đứng ở bên cạnh chương chính nhất, hỏi. Là thần hộ Pháp một trong bát bộ thiên long của đại lôi âm tự thời thượng cổ, ở trong quá khứ đã từng là một trong các dị tộc thiên ngoại, về sau bộ tộc này đã bị Phật tổ trấn áp, hóa thành thần hộ Pháp của Phật môn nhưng từ thượng cổ cho đến nay cái bộ tộc này hẳn là đã sớm triệt để tuyệt diệt mới đúng làm sao vẫn còn người còn sống trọng yếu hơn chính là a tu la từ trước đến nay chỉ là thần hộ pháp của phật môn nghe vào rất êm tai nhưng trên thực tế lại chính là một dạng tồn tại giống như nô bộc phật môn bây giờ làm sao lại thu nàng làm đệ tử hơn nữa còn là người mạnh nhất của phật môn thế hệ này phật môn ở bên kia đến tột cùng là đã nghĩ như thế nào đầu óc đã hỏng rồi hay sao? Thân làm người trong đạo môn, bôi đen Phật môn là một điều nên làm, cho nên khi Trương Chính Nhất nói xấu Phật môn thì ngay cả một chút cảm giác tội lỗi cũng đều không có, thậm chí là còn có một chút sảng khoái. Mà lời nói của hắn tự nhiên cũng bị mọi người ở đây nghe được, cũng đều nhao nhao đưa mắt về phía phương hướng huyền lưu ly. Bất quá huyền lưu ly lại không để ý đến ánh mắt của người khác, đôi con ngươi ở trong tròng mắt chỉ là nhìn chằm chặp về phương hướng trần khuynh địch pháp tướng a tu la ở sau lưng càng là mơ hồ khóa chặt hắn hai thở dài một hơi thật sâu thẳng đến bây giờ trần khuynh địch mới minh bạch không sai xem ra là vào trước khi bản thân mình bị đánh chết thì đám người này sẽ không bỏ qua thôi được rồi dù sao thì bây giờ mình cũng đang kẹt tại sinh tử quan mà ở trong tòa bí cảnh này cũng sẽ không thực sự chết đi không bằng nhờ vào điểm này để trực tiếp thể nghiệm một phen cái gọi là tử vong đi nói không chừng còn có thể trợ giúp bản thân tìm tới một chút linh cảm đột phá hơn nữa giao thủ cùng với cường giả cũng có thể cải thiện sự hiểu biết của bản thân về võ đạo nghĩ như vậy kỳ thật là cũng không có vấn đề gì lớn a à. không cần phải kêu khóc đã như vậy hãy thêm ta vào tần kiền hoàng bước ra một bước Khí tức ở trên người nàng vậy mà cũng khóa chặt Trần Khuynh Địch, ở trên mặt càng là mang theo vài phần ý cười. Cùng so sánh với đám người Huyền Lưu Ly, ý nghĩ của nàng chính là vô cùng thuần túy. nếu như Trần Khuynh Địch bị ba người vây công, vậy thì không bằng bản thân liền thêu hoa trên gấm, dứt khoát tiến đối phương rời sân là được, hơn nữa Trần Khuynh Địch lại có thực lực cực mạnh, nếu như nàng thao tác tốt, nói không chừng còn có thể thuận tay hố đám người Huyền Lưu Ly một lần. Ở một bên khác, thấy Tần Kiền Hoàng cũng đều đã gia nhập, Trương Chính Nhất liền lập tức hấp tấp chạy tới. "Ta cũng tham dự." Thế là, vào cái giờ khác này, năm vị võ đạo tông sư ở đây, đều không ngoại lệ đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người của Trần Khuynh Địch. Đối với chuyện này, phản ứng của Trần Khuynh Địch thì là cái quỷ gì a? À? Như vậy xem ra, nếu như ở trong tương lai ta trở thành nhân vật phản diện, sẽ không phải là cái kết cục này đó chứ. Hơn nữa đến lúc đó, người vây công ta nói không chừng còn sẽ đổi thành dạng nhân vật chính như Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm a. Vào giờ khắc này bản thân Trần Khuynh Địch đã cảm nhận được. Đại khủng bố ở giữa sinh tử, kết luận lại mà nói, Trần Khuynh Địch chính là có loại tư chất kia. Có lẽ là có rất nhiều người đều hâm mộ người xuyên việt có thể đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới, thông qua tu luyện thu hoạch được lực lượng cường đại, từ đó tiêu giao tự tại. Nhưng trên thực tế, nếu như quả thật xuyên Việt đến một khắc này, bản thân có thể chịu đựng được cảm giác cô độc cùng với cảm giác bất lực mà không bị đè sập, cuối cùng cũng chỉ là số ít mà thôi. Một ví dụ đơn cử đơn giản nhất, Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ. Chống đỡ cuộc xâm lấn tại thành thanh đế Nam Cương, liều chết chém giết tại tiêu thành tây vực lấy hạ khắc thượng tại ung châu đạo đột phá cực hạn tại tây cương đạo một đường đi qua này nhìn qua dễ dàng nhưng trên thực tế nguy cơ ở trong đó lại nhiều vô số kể thế nhưng trần khuynh địch vẫn kiên trì được chẳng những không bị nguy cơ đè sập thậm chí còn có một loại vui thích ở bên trong đau khổ cảm giác thích thú ở trong sự nguy hiểm không phải là người nào cũng có thể đi đến một bước này như trần khuynh địch cho nên nghiêm ngặt lại mà nói trần khuynh địch chính là một kẻ hung hãn có lẽ là hắn tham sống sợ chết có lẽ hắn mong muốn sự ổn định có lẽ hắn tin vào sự an toàn nhưng khi mọi thứ thực sự vượt qua một số điểm mấu chốt của hắn hắn sẽ không còn thiếu sự quyết đoán nữa mà là sẽ bắt đầu quyết tâm không có một chút do dự nào nói một cách khác chính là nổi điên trước đó vào thời điểm ở tiêu thành cũng chính là như thế bằng không Trần Khuynh Địch làm sao lại khiêu chiến võ đạo Tông Sư một mình, khi đó hắn chỉ vừa mới đột phá đến hợp đạo Tôn Giả không được bao lâu. Mà bây giờ, đối mặt với thiên kiêu trẻ tuổi huyền lưu ly, Long ngạo thiên, thái tử hoành xương, tần kiên hoàng, trương chính nhất, xuất thân từ ba mạch đạo, Phật, mà cùng với hai đời triều đình, đối mặt với tuyệt cảnh cơ hồ là phải chết này, hắn đã nổi điên không ra ngoài dữ liệu không có cầu xin tha thứ, cũng không có vừa đánh vừa lui, chiến đấu vào lúc ban đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Cắn nát đầu ngón tay, Trần Khuynh Địch trực tiếp dùng ngón tay viết một chữ, sát, ở trước người. Sát tự quyết, là bí pháp cái thế mà ngày xưa Trần Khuynh Địch ở trong mật thất tàng kinh điện của Thuần Dương Cung, thống hợp vô số kỹ thuật giết người, do hệ thống thôi diễn ra, bản thân của môn bí pháp này cũng không có gì khó, chính là lấy khí huyết, cương khí, nguyên thần của bản thân làm vật dẫn, trực tiếp gạt bỏ khí huyết, cương khí cùng với nguyên thần của đối thủ. Chương 502, tử khí, thậm chí là đến giới cảnh bây giờ như Trần Khuynh Địch cũng đều không cần phải phân hóa khí huyết, cương khí cùng với nguyên thần, chỉ cần trực tiếp dùng khí mà bản thân tu luyện ra được để thúc động sát tự quyết là được rồi. Chữ sát này vừa ra, rút ra chính là sinh cơ bản thân của Trần Khuynh Địch, còn đổi lấy chính là lực lượng kinh khủng đủ để gạt bỏ sinh cơ của người khác. Chữ sát đỏ như máu cũng không bay ra, thay vào đó lại hóa thành một vết cắt khác ở trên mi tâm của Trần Khuynh Địch. Một giây sau, Quang Huy ngất trời trực tiếp xé rách khí thế phong tỏa của năm người huyền lưu ly. Trời phát sát cơ, ngôi sao di chuyển, địa phát sát cơ, rồng rắn ngoi lên, người phát sát cơ, Trời đất lật úp. Trần Khuynh Địch bước ra một bước, vết cắt chữ sát trên mi tâm không ngừng chảy ra huyết quang kinh khủng, đó cũng không phải là lực lượng, mà là thiên địa dị tượng do ý cảnh diễn sinh ra, bản thân nó không có lực sát thương, nhưng lại đủ khiến cho thần trí của ta trầm mê ở trong đó, đắm chìm ở trong ý cảnh sát đạo cực kỳ kinh khủng kia. Mà ở bên trong huyết quang, Trần Khuynh Địch không ngừng nghiền ép ra khí còn lại ở bên trong thân thể đây đều là do sinh mệnh lực của hắn biến thành nhưng mà bây giờ ở dưới tác dụng của sát tự quyết những dòng khí biến thành từ sinh mệnh lực vốn sẽ có màu trắng tinh khiết này thế nhưng bây giờ lại hóa thành màu xám cho có một chút âm trầm màu xám cho không còn là sinh cơ cường thịnh như lúc trước thay vào đó thì là một cỗ tử khí xâm nhiên ở dưới ánh mắt kinh hãi của đám người long ngạo thiên thân thể trẻ tuổi nguyên bản rồi rào sinh cơ của Trần Khuynh Địch dần dần trở nên già nua, theo khí tức càng ngày càng trở nên cường đại của hắn, da thịt của hắn cũng mất đi vẻ sáng bóng, dung mạo dần dần trở nên già yếu, nếp nhăn tăng lên, mái tóc dài màu đen ngày xưa trở biến thành màu trắng. Bước ra một bước, hắn liền phảng phất như đã bước qua mấy trăm năm thời gian. Đi thẳng tới điểm cuối của cuộc đời. Trần Khuynh Địch chưa từng có một khắc nào cảm thấy bản thân bất lực như vậy, có cảm giác thân thể đều bị móc sạch. Chuyện cho tới bây giờ coi như là Trần Khuynh Địch muốn ngăn cản chính mình thì cũng không làm được, sinh cơ trên toàn thân của hắn đều đang không ngừng bị rút ra, hóa thành tử khí mà mắt Trần có thể thấy quấn quanh xung quanh người hắn. Thân thể của hắn càng trở nên suy yếu, lực lượng của hắn lại càng trở nên cường đại, cuối cùng là tử khí ngập trời thậm chí còn ngưng tụ ra thực thể. Giống, tử khí hóa thành hình rồng, lượn quanh cánh tay phải của Trần Khuynh Địch, đầu rồng rơi vào phía trên bàn tay phải của hắn. Cái địch cho đến giờ phút này, mọi người ở đây rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, mà chương chính nhất thì là người phản ứng lại trước tiên. Sau đó hắn liền kéo tay của Tần Kiền Hoàng không có một chút do dự. Làm gì thế, Tần Kiền Hoàng hất bàn tay của Trương Chính Nhất ra, dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương, nàng không phải là không biết tâm tư muốn truy cầu nàng của trương chính nhất nhưng nàng vẫn không có hứng thú với trương chính nhất cho nên đối với trương chính nhất cũng chính là sắc mặt không chút thay đổi sẽ không phải là đối phương muốn dùng bạo lực đó chứ mau lùi lại tên gia hỏa này phát điên rồi hả nhìn thấy cái bộ dáng này của trương chính nhất tần kiên hoàng trao mày không biết rõ là đã xảy ra chuyện gì nhưng lại có một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên dâng lên Thế là nàng liếc mắt nhìn Trần Khuynh Địch. Sau đó nàng liền giao hội ánh mắt với Trần Khuynh Địch, đối phương chính là đang khoe hàm răng trắng của mình đối với nàng. "Ha ha, là ngươi." Ở bên trong mọi người ở đây, kỳ thật cũng đều không có thù hận gì quá lớn đối với Trần Khuynh Địch, nếu tính toán kỹ càng thì cũng chỉ có hai người thái tử Hoành Sương cùng với Tần Kiền Hoàng mà thôi, nhưng cân nhắc đến sự tồn tại của Doanh Phượng Tiên Trần Khuynh Địch cuối cùng vẫn bỏ qua cho Thái tử Hoành Sương, khóa chặt mục tiêu ở trên người của Tần Kiên Hoàng, nói thật, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh ra được một quyền. Đi chết đi, tốt xấu kéo cũng phải kéo theo một kẻ chết cùng. Một giây sau, Trần Khuynh Địch liền ra quyền, năm ngón tay nắm chặt. Cơn giận của rồng xám, không có chiêu thức, không có lực lượng cường đại, có chỉ là quyền ý mạnh mẽ nhất. Ở dưới tác dụng của cố quyền ý này, thiên địa vạn vật phản phất như đều sắp tịch diệt, mặt đất trong phương viên trăm trượng đều bị nhuộm thành màu xám, một quyền đấm ra, cho dù thắng hay thua, kết cục của Trần Khuynh Địch cũng đều là một chữ chết. Hoàn toàn không lưu lại bất kỳ một chỗ lùi lại nào, chỉ có một cỗ quyết tâm chết cùng với kẻ địch, đồng quy vô tận. Ở trong nháy mắt một quyền này đấm ra, tất cả mọi người ở đây đều có phản ứng, huyền lưu ly, Long Ngạo Thiên, Thái tử Hoành Sương liền không kịp chờ đợi sông tới. Đầu tiên là Long Ngạo Thiên, xem như là người đầu tiên kịp làm ra phản kích, hắn không kiên trì được một giây đồng hồ, liền bị quyền ý của Trần Khuynh Địch chia tách sinh cơ, bị đánh bay ra ngoài tại chỗ, rơi ở trên mặt đất nửa chết nửa sống. Tiếp theo là Thái tử Hoành Sương, hàng thế Long thần to lớn dựa vào ưu thế ở trên kích thước, chỉ được hai giây nhiều hơn so với Long Ngạo Thiên, sau đó từ bắt đầu từ đầu rồng, toàn bộ thân rồng đều dạn nứt từng khúc, sụp đổ, cuối cùng lộ ra bản thể của thái tử Hoành Sương, vô lực rơi xuống từ trên không trung, khí tức trở nên yếu ớt đến mức gần như không thể cảm thấy. Tiếp theo là Huyền Lưu Ly, cùng so sánh với hai người trước, Huyền Lưu Ly rõ ràng là cũng rất điên cuồng, vậy mà cũng đang thiêu đốt tinh huyết. Pháp tướng Atula ở sau lưng dung hợp cùng với nàng, mạnh mẽ chống đỡ thiết quyền của Trần Khuynh Địch. Tử khí nhập thể, huyền lưu ly chỉ giữ vững được 5 giây, sau đó Pháp tướng Atula liền vỡ vụn, Phật môn kim thân của huyền lưu ly cũng vỡ ra toàn bộ, phảng phất như một món đồ sứ tràn đầy vết giản, vào thời điểm rơi trên mặt đất, mái tóc đỏ cũng khôi phục lại nguyên dạng, nhiễm nhiên là đã bị Trần Khuynh Địch đánh cho trở về nguyên hình. Sau khi ba người Huyền Lưu Ly bị đánh bại, ở trước mặt của Tần Kiền Hoàng đã không còn có ai ngăn cản. Nhưng quyền thế của Trần Khuynh Địch lại không có một chút dấu hiệu suy nhược nào. Cái gì? Trong cái chớp nhoáng này, ở dưới sự chiếu rọi của tử khí, sắc mặt của Tần Kiền Hoàng trở nên trắng bệch trước đó chưa từng có. Tần Kiền Hoàng cảm thấy mình rất oan uổng, mặc dù nói trước khi tiến vào bí cảnh nàng đã chuẩn bị xong mưu đồ, liên hợp với hai mạch phật đạo cộng thêm bản thân nàng là ba vị võ đạo tông sư đã đủ để quét ngang toàn bộ bí cảnh thậm chí là tần kiền hoàng còn đã chuẩn bị kỹ càng vào thời khắc sống còn sẽ chuyển tay hố chết huyền lưu ly dù sao thì huyền lưu ly ở bên trong các phe phái tiến vào bí cảnh lần này mặc dù là cùng phe với triều đình nhưng ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói lại là ở bên trận doanh của nhị hoàng tử không giống như nàng ở trong trận doanh của thái tử chương 503, phiên thiên ấn, cuộc chiến ở giữa các hoàng tử từ trước cho đến nay cũng đều là vô cùng tàn khốc. Huống chi nếu như có một cái cơ hội có thể gây phiền phức cho Phật môn, tin rằng là đạo môn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Về phần Trần Khuynh Địch, Tần Kiền Hoàng vốn dĩ cũng coi hắn là địch nhân số một, thậm chí là còn dự định vừa tiến vào bí cảnh liền đi tìm đối phương, sau đó ba người sẽ vây công đánh bại đối phương nhưng mà trời ơi long ngạo thiên cùng với thái tử hoành sương lại giống như là kỳ đà cản mũi không biết chui ra từ nơi nào trực tiếp cắt đứt kế hoạch của tần kiền hoàng đầu tiên là long ngạo thiên gặp quỷ ở trong tư liệu của tần kiền hoàng vị này hẳn là đang mất tích ở tây vực mới đúng căn bản không tính được là đối phương sẽ xuất hiện ở trong bí cảnh lại còn đột phá đến võ đạo tông sư về phần thái tử hoành sương điều này càng làm cho Tần Kiền Hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì Thái tử Hoành Sương thế nhưng cũng là người của tiền triều Đại Chu, đối phương lại dám một thân một mình đi đến thành thượng kinh đế đô của triều đình Đại Can, thật không biết là ở trong đầu của người này đã bị đứt dây thần kinh nào. Hay là đối phương căn bản không hề nghĩ tới rủi ro khi đến đây? Hai loại ngoài ý muốn xuất hiện, không chỉ khiến cho toàn bộ kế hoạch của Tần Kiền Hoàng sụp đổ, thậm chí còn khiến cho nàng sớm bị thương. Tám thành phần thắng nguyên bản lập tức liền giảm xuống còn năm thành. Mà trước đó vài phút, Trần Khuynh Địch xuất hiện đã khiến cho Tần Kiền Hoàng thấy được ánh dạng đông một lần nữa, bởi vì ngay cả nàng cũng đều không ngờ được, vị sát nhân của ma xuất thân từ thuần dương cung này lại có năng lực kéo thù hận lớn đến như vậy. Ở trong năm vị võ đạo tông sư ở đây, thế mà có tới ba vị muốn đánh hắn, bản thân nàng làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng đây huống hồ là trần khuynh địch còn có thực lực không yếu vào thời điểm bản thân nàng bỏ đá xuống giếng tiến hành tiêu diệt hắn nói không chừng là còn có thể âm thầm nghĩ biện pháp tiêu diệt long ngạo thiên hoặc là thái tử hoành sương cứ như vậy cục diện nguyên bản chia năm năm nói không chừng sẽ lại có chỗ nghịch chuyển mà sự thật đã chứng minh chiến cuộc thật đúng là đã nghịch chuyển hơn nữa còn là hướng về phía tần kiền hoàng, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được Trần Khuynh Địch lại phát điên, cho dù có chết cũng muốn đồng vu quy tận với nàng, đây là sai lầm chí mạng. Đáng giận, hai mắt của tần kiền hoàng chừng muốn nứt, nhìn chăm chặp Trần Khuynh Địch đang lao tới như bay, cỗ quyền ý khủng bố mà không có một chút nào sinh cơ nào kia đã khóa chặt nàng hoàn toàn. Đến mức mà ở trong tầm mắt lúc này của Tần Kiền Hoàng, ngoại trừ đạo thiết quyền màu xám cho kia thì không còn vật gì khác nữa căn bản là cũng không có chỗ trống để né tránh đây không phải là lần đầu tiên tần kiền hoàng giao thủ cùng với trần khuynh địch lần giao thủ đầu tiên là ở viêm hán quốc vào thời điểm đó trần khuynh địch mặc dù cũng nắm giữ thực lực bất phàm nhưng đối với nàng mà nói thì vẫn còn lộ ra sự non nớt nếu như thật sự đánh nhau thì nàng có tự tin là sẽ khắc địch chế thắng Lần giao thủ thứ hai là ở Tây Cương Đảo, vào thời điểm đó Trần Khuynh Địch cũng đã trưởng thành rất nhanh, mặc dù vào thời điểm đó nàng cũng không biểu lộ ra thực lực, nhưng trên thực tế là nàng lại cảm thấy rất khiếp sợ. Nếu như tiến hành chiến đấu sinh tử vào lúc đó mà nói, Tần Kiền Hoàng tự cho là cuối cùng cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Mà hiện tại, vào lần giao thủ thứ ba, nàng thế mà lại không phải là đối thủ. Đừng nói giỡn ngươi cho rằng ta không dám liều mạng hay sao tần kiền hoàng dùng hai tay kết ấn ngũ sắc thần quang ở sau lưng hóa thành năm vòng sáng có màu sắc khác nhau khuếch tán ra phảng phất như năm tòa tiểu thế giới ra chỉ ở trên người của nàng cỗ hào quang sáng chói kia quả thực là giống như đang bốc cháy không ngừng kéo cao khí tức của tần kiền hoàng lên nhét đầy ở trong không trung đây là thiêu đốt tinh huyết phượng hoàng cái gọi là huyết mạch phượng hoàng cũng không có nghĩa là ở trong cơ thể của Tần Kiền Hoàng sẽ chảy xuôi dòng máu phượng hoàng, mà là ở bên trong trái tim của nàng ẩn chứa tinh huyết phượng hoàng, mà trái tim lại liên thông với mạch máu toàn thân, dẫn đến máu tươi của Tần Kiền Hoàng mới có đặc tính của phượng hoàng, giống như là máu tươi của Trần Khuynh Địch vậy. Mà nương tựa theo đặc tính sống lại của phượng hoàng, thiêu đốt tinh huyết đối với Tần Kiền Hoàng mà nói kỳ thật cũng không được tính là gì, chỉ cần tinh huyết phượng hoàng vẫn còn Vậy thì liền có thể khôi phục lại rất nhanh, chỉ có tinh huyết phượng hoàng là khác biệt, đây mới thật là sự là vật tiêu hao, một khi thiêu đốt tinh huyết phượng hoàng thì sẽ tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Nhưng so sánh với nhau, một khi thiêu đốt tinh huyết phượng hoàng, tần kiền hoàng liền có thể thu hoạch được lực lượng viễn siêu trước kia. Nếu như không phải là sau khi thiêu đốt tinh huyết phượng hoàng rời khỏi bí cảnh sẽ tự động được trả về, Tần Kiền Hoàng cho dù có phải chết ở trong bí cảnh cũng sẽ không vận dụng phần lực lượng này. Âm ầm, ngũ sắc thần quang phấp phới theo chiều gió, hóa thành một chuôi phượng xí bát chảm đao, toàn thân được chế tạo từ thần kim năm màu, trong nháy mắt xuất hiện liền tụ tập thiên địa lực lượng bốn phía ở trên mũi đao, lộ ra một tia sắc bén đến cực hạn, phảng phất như là có thể chém nứt toàn bộ thiên địa vậy. Tần cô nương, gần như đồng thời, Trương Chính Nhất vốn dĩ đã kéo dài khoảng cách lại quay ngược trở về, hắn tin rằng lúc này chính là cơ hội để hắn biểu hiện bản thân. Lật bàn tay một cái, ở trong tay của Trương Chính Nhất liền xuất hiện một con dấu, vẻ ngoài không có gì lạ, nhưng theo việc Trương Chính Nhất ném nó lên không chung, con dấu lập tức đón gió căng phồng lên, đúng là trực tiếp hóa thành một phương thái cổ thần sơn thông thiên triệt địa, giống như núi đổ đập về phía Trần Khuynh Địch. Đây là Phiên Thiên Ấn Trương Chính nhất thân làm chân truyền của đạo môn thế hệ này, hắn đã lĩnh ngộ mật thắng côn lôn cảnh ở trong bát cảnh đạo môn, lúc này mới trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Tôn Thái Bình, mà khối Phiên Thiên ấn này chính là do một thân võ đạo của hắn biến thành, thi triển ra chính là Thái Sơn áp đỉnh đúng nghĩa, không có cách nào chống cự. Nhưng cuối cùng Phiên Thiên ấn cũng chỉ có thể phát huy tác dụng ở trong chiến đấu bình thường nhưng hết lần này tới lần khác Trần Khuynh Địch hiện tại cũng không phải là đang chiến đấu bình thường, mà là đang liều mạng. Quyền ý xé rách thần sơn, núi đá kiên cố ở dưới sự ăn mòn của tử khí vô tận phảng phất yếu ớt như là cát bụi vậy, trực tiếp bị Trần Khuynh Địch đánh xuyên qua đỉnh núi, mang theo dư uy nặng nề đánh vào bên trên phượng xí bát chảm đao do tần kiền hoàng thiêu đốt tinh huyết phượng hoàng hóa thành. Trường 504, phượng xí bát chảm đao, một đạo vết đao sáng lên từ trên mi tâm của Trần Khuynh Địch, một giây sau, ý thức của hắn liền rơi vào trong bóng tối, mà gần như đồng thời. Ánh sáng năm màu ở bên trên phượng xí bát chảm đao tan biến toàn bộ, tử khí màu xám rơi lên trên thân đao, ngay cả phong mang sắc bén cũng đều bị ăn mòn, cuối cùng ăn mòn toàn bộ thân đao, chui đạo đủ để bổ ra thiên địa, ở dưới sự ăn mòn của tử khí màu xám triệt để mục nát. Lặng yên nứt gãy ở dưới một làn gió nhẹ. Nhưng mà cuối cùng, Tần Kiền Hoàng vẫn còn sống. Ở dưới tình huống Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Sương trọng thương ngã gục, Huyền Lưu Ly cùng với Trương Chính nhất bị trọng thương, Tần Kiền Hoàng cuối cùng cũng đã cản lại được một đòn liều chết của Trần Khuynh Địch. Hơn nữa ở dưới sự gia trì của lực lượng thiêu đốt tinh huyết Phượng Hoàng, không qua bao lâu nữa nàng liền có thể niết bàn trọng sinh rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đây chính là chỗ đáng sợ của huyết mạch Phượng Hoàng. Không tồi, ý niệm tới đây, Tần Kiền Hoàng rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nở ra một nụ cười. Chỉ cần qua 10 giây nữa, nàng liền có thể khôi phục. Phốc phốc, không đợi Tần Kiền Hoàng nghĩ xong, ở trên ngực liền truyền đến một cỗ đau nhói kịch liệt, trực tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Tần Kiền Hoàng, hả? khó khăn quay đầu lại, Tần Kiền Hoàng nhìn về phía sau lưng mình, thân thể nguyên bản đang không ngừng niết bàn hồi phục bởi vì một đao kia cũng trực tiếp bị cắt đứt khôi phục. Mà ở phía sau của nàng, chính là Dương Xuân đang đỏ mắt, vô cùng phẫn hận nhìn nàng. Tần Kiền Hoàng ngây người, người là, đi chết đi, một giây sau, Trần Tiêm Tiêm liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Tần Kiền Hoàng, Phật Đà Trấn Ma Đồ lại hiện ra, từ trên trời giáng xuống đập vào đỉnh đầu của Tần Kiên Hoàng. Tần Kiên Hoàng dẫy dụa muốn bộc phát ra lực lượng còn lại trong cơ thể, nhưng lại thấy được một đôi mắt quỷ mị ở trước mặt, trong nháy mắt vậy mà lại bị tước đoạt tâm thần. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, nhiếp hồn đoạt phách. Không có bất kỳ sự trần chờ nào, ý thức của Tần Kiền Hoàng cũng nối bước theo gót của Trần Khuynh Địch, rơi vào bên trong một mảng bóng tối. Thở ra một hơi, Dương Xuân tiện tay hất Đông Hoàng đao trong tay lên, thi thể của Tần Kiền hoàng tự nhiên cũng bay ra ngoài, vào lúc rơi trên mặt đất đã bắt đầu dần dần phân giải, hóa thành thiên địa nguyên khí trở về bí cảnh. Chỉ là sau khi làm xong tất cả những thứ này ở trên mặt của Dương Xuân cũng không lộ ra thần sắc mừng rỡ, trái lại còn tràn đầy nộ khí, trong hai mắt tràn đầy sự phẫn hận. Mà ở phía đối diện, Trần Tiêm Tiêm vừa mới đánh cho Tần Kiền hoàng một kích chí mạng, còn có lạc tương tư sáng tạo ra cái cơ hội này hai người đồng giảng cũng đều lộ ra sắc mặt âm trầm nhất là sau khi nhìn thấy thi thể trần khuynh địch đã trở thành hai nửa đang dần dần phân giải sắc mặt của ba người lại trở nên càng kém đáng chết không sao cả ở trong tòa bí cảnh này là sẽ không chân chính tử vong đúng là sẽ không thực sự chết đi chúng nữ thấp giọng lẩm bẩm nói giống như là đang xác nhận cái gì đó lại phảng phất như là đang nhấn mạnh cái gì đó. Trên thực tế, vào thời điểm lúc đầu Trần Khuynh Địch bị 5 người Tần Kiền Hoàng vây công, các nàng Dương Xuân liền muốn xông ra, ba người các nàng hợp lực với nhau là vẫn rất có lòng tin có thể ngăn lại một vị, để cho sư huynh có chỗ trống phát huy, nhưng các nàng còn chưa thực hiện ý nghĩ của mình. Trần Khuynh Địch đã liều mạng, hơn nữa còn là liều mạng không thể nghịch chuyển. Sau khi phát giác ra được điểm này, Tiểu Yêu liền lập tức lên tiếng ngăn cản ba người Dương Xuân, "Này, mau dừng lại cho ta. Ngươi nói cái gì? Sư huynh đang bị người ta vậy công đó. Chính là như vậy, cho nên hiện tại các ngươi không thể lao ra." Yêu khí lượn vòng quanh người của Tiểu Yêu, trực tiếp ngăn cản ở trước mặt của ba người Dương Xuân, "Hãy ngẩng đầu lên mà nhìn một chút ra. Dương Xuân, ngươi còn chưa nhìn ra hay sao?" Vị đại ca ca của ngươi đã bắt đầu liều mạng, hơn nữa còn là liều mạng hoàn toàn không lưu lại bất kỳ một đường lui nào, hẳn là không qua bao lâu nữa sẽ phải chết. Chết, không có đường lui, không qua bao lâu nữa sẽ chết. Sư huynh sắp chết, vừa dứt lời, ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư gần như đồng thời rơi vào bên trong sự trì trệ, ánh mắt trở nên trống rỗng trong nháy mắt hoàn toàn mất đi khống chế đối với khí tức hợp đạo tôn giả của bản thân, mắt thấy là đã sắp triệt để bộc phát, tiểu yêu thấy vậy khóe mắt liền giật giật, vội vàng lớn tiếng nói, không phải là chết thật sự. Các ngươi đã quên rồi sao? Ở trong tòa bí cảnh này cũng sẽ không chân chính tử vong. Gặp quỷ, ba người các ngươi đều là kẻ điên hay sao? A, à, đúng rồi, sẽ không chết thật sự lời nói của tiểu yêu rõ ràng đã tạo ra hiệu tùa, khí tức cơ hồ muốn triệt để bùng nổ ở trên người của ba nữ rốt cục đã ổn định trở lại, ánh mắt cũng đều khôi phục lại sự linh động, nhào nhào mang theo nghi ngờ mà nhìn tiểu yêu, mà tiểu yêu vào lúc này thì đang nhìn mái tóc hoa dâm của Trần Khuynh Địch, ở trong ánh mắt ẩn hàm sự kính nể. Chuyện này còn phải nói hay sao? Đại ca ca của ngươi liều mạng như vậy, khẳng định là chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là vì các ngươi a à. trong cái chớp nhoáng này phảng phất như có một tia điện hiện lên dương xuân trần tiêm tiêm còn có lạc tương tư đều lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra nói đến cùng ở nơi này đại ca ca của ngươi cũng là người có thực mạnh nhất cũng chỉ có tên lỗ mũi châu đạo môn kia là có thể đánh ngang tay với hắn lấy thực lực của hắn căn bản là cũng không cần phải liều mạng hoàn toàn có thể tiến hành đánh du kích vừa đánh vừa lui tìm kiếm cơ hội là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không làm như thế, các ngươi cho rằng đó là vì cái gì? Trần Tiêm Tiêm lộ ra sắc mặt phức tạp, nói khẽ vì. Chúng ta, đúng là như thế, thần sắc của tiểu yêu trở nên nghiêm túc, gần từng chữ nói ra, hắn có thể vừa đánh vừa lui, nhưng mà các ngươi thì lại không làm được, cho nên Dương Xuân, đại ca ca của ngươi, Trần Khuynh Địch hắn đã lựa chọn liều mạng. Hơn nữa còn là tử chiến không tiếc bất cứ giá nào. Hắn không chỉ muốn liều mạng, hơn nữa còn phải dùng hết toàn lực để trọng thương tất cả các địch thủ, sáng tạo cơ hội cho các ngươi. Sáng tạo cơ hội, không sai, chớ quên, các ngươi mặc dù còn chưa phải là võ đạo tông sư, nhưng ba vị hợp đạo tôn giả cũng có năng lực chiến đấu không yếu, ta tin rằng ý nghĩ của Trần Khuynh Địch hẳn là sẽ trọng thương năm người vây công hắn sau đó sẽ do các ngươi tới quyết định thắng bại đây là sự tín nhiệm của hắn đối với các ngươi a à. chẳng lẽ các ngươi muốn cô phụ tín nhiệm của hắn lao ra chịu chết không có ý nghĩa vào cái thời điểm này hay sao tiểu yêu vừa dứt lời trần khuynh địch liền ra quyền bạn đang nghe chuyện siêu cấp phản diện thuộc thể loại xuyên không hài hước trên cục tác audio entertainment chúc bạn vui vẻ Nhớ ấn like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video mới phục vụ các bạn nhé.